Yo, xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Vậy là cuối cùng thì cái đối thủ xứng tầm nhất của chiếc 13 Pro Max, long tranh hổ đấu, rồng cuộn hổ ngồi, kẻ tám lạng người nửa cân, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Cái trận đấu mà có lẽ là anh em mong chờ nhiều nhất, đối thủ có thể nói là xứng tầm nhất với iPhone 13 Pro Max chính là chiếc Samsung Galaxy S22 Ultra. Mà thật ra thì đây không phải là phiên bản Ultra, mà nó là phiên bản Ultra Instinct. Bởi vì sao? Bởi vì giờ đây trên dòng S chúng ta đã có một khe cắm bút S Pen, hay nói cách khác, giờ đây S22 Ultra đã dung hợp với dòng Note để trở thành một thiết bị có thể nói là tối thượng. Riêng cái này thì Leviosa vào mặt mấy đứa dùng iPhone. Mình làm gì có đâu mà dùng. Thế là mình thì cũng thằng dùng iPhone. Đường link dẫn đến Galaxy S22 series đang có khuyến mại cực kỳ tốt sẽ có ngay phần mô tả video tại chuỗi thống của Sephonet. Có một cái điều khá thú vị, đấy là riêng những sản phẩm của Apple, ví dụ như là iPhone, một khi mà Apple ra mắt iPhone mới là nguyên tất cả các trang mạng xã hội gần như là kiểu nổ tung, ở đâu cũng chia sẻ về iPhone. Nhưng mà với Galaxy của Samsung thì nó lại khác. Hôm qua đến giờ thì mình có để ý là mình thấy rất là ít những ai chia sẻ về con S22 Ultra mới, gần như là không có, mặc dù đây là một thiết bị có thể nói khá là thú vị của Samsung. Đầu tiên thì đây, mọi người nhìn sơ qua về mặt thiết kế nhá, mọi người thấy sao? Nó rất là giống con Note 20 đúng không? Giống kiểu giống kinh khủng luôn. Như kiểu là lấy Note 20 xong rồi cho nó sụp với con S21 Ultra và chúng ta có kết quả là đây. Cạnh trên này, cạnh dưới đều được vát vuông, rất là giống. Hai cạnh hai bên thì đều được bo tròn và cái màn hình cũng được bẻ cong sang hai bên để đem đến những cái thao tác vuốt chạm là thoải mái nhất. Và gần như tất cả những cái tính năng của Galaxy Note thì bây giờ đều hiện hữu trên S22 Ultra. Ví dụ là chúng ta ghi chú này, viết vẽ này, nhận diện chữ viết, chuyển thành văn bản các thứ là đều có đầy đủ. Và đây có thể coi như là một câu trả lời cho Samsung đối với những ai là fan của dòng Note thì lo sợ là dòng Note bị khai tử này nọ, thì giờ đây mọi người đã có giải pháp là hãy mua dòng S22 Ultra Instinct mới. Đó. Và ngoài việc được trang bị thêm bút S Pen thì giờ đây S22 series ở Việt Nam cũng đã có một cái điểm cải tiến rất là lớn mà mình nghĩ là anh em cực kỳ khoái. Đấy là cấu hình, chúng ta không còn phải dùng cái phiên bản chip Exynos mà nhiều người cho là Exynos hiệu năng nó củi bắp hơn Snapdragon các thứ. Mà giờ đây chúng ta đã được sử dụng phiên bản Snapdragon 8 Gen 1 ở thị trường Việt Nam luôn. Và với cái cấu hình này thì mình có chấm sơ điểm AnTuTu thì phải nói là cực kỳ ấn tượng. S22 Ultra cho gần 1 triệu điểm AnTuTu, trong khi đấy đối với chiếc 13 Pro Max đang có thể coi là một trong những smartphone mạnh nhất bây giờ rồi, nó chỉ ghi được đâu đấy khoảng 750.000 thôi. Thì đây là một cú hích về mặt hiệu năng mà mình nghĩ anh em Sam fan có thể coi là kiểu nở may nở mặt đúng không? Thật ra cũng không rõ là với cái cấu hình nó mạnh khủng khiếp như thế này thì liệu nó có bị quá nhiệt rồi bị giảm hiệu năng hay không? Thì cái này nếu như anh em quan tâm thì mình sẽ test cho mọi người xem sau. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ còn có cái gì thú vị nữa? Chúng ta sẽ có... Mọi người nhìn cụm camera này. Đấy, anh em cứ bảo iPhone là nhiều cam là nhìn nó nhức mắt, thì bây giờ mọi người hãy nhìn S22 Ultra đi. Ui dồi ôi, 1, 2, 3, 4, 5 cái lỗ liền. Mà trong khi đấy thì camera chính của nó lên đến tận 108 megapixel. Camera sau thì đây, siêu rộng này, 1x, 3x, 10x và có thể zoom được 100x. Ui, thế này mà soi qua nhà hàng xóm thì... Ui, camera trước này nét đừng hỏi luôn, rất nhiều những cái chế độ xóa phông các thứ này, một vài những cái trò vui này. Đây mọi người nhìn này, đó, điểm màu này đấy, khá là hay để anh em có thể tha hồ chụp choẹt sau đấy thì về sáng tạo xong chỉnh ảnh này nọ các thứ. Và một điều đặc biệt, một cái món đặc sản trên những thiết bị Samsung Galaxy đấy chính là chúng ta có ống kính có thể quay được lên đến tận 8K, một con số khủng khiếp. Hoặc là mọi người có thể lựa chọn quay 4K này, hoặc là mọi người có thể quay Full HD này. Và một trong những cái tính năng mình khá là khoái đấy chính là siêu chống rung, siêu ổn định. Thì khi mà chúng ta rung lắc, ôi mọi người nhìn này, thấy không, thấy mình rung lắc cái khung hình nó chuyển động rất là mượt, theo không? Đó, khá là hay. Và một cái điểm thú vị nữa là mặc dù màn hình của con S22 Ultra nó lớn hơn con 13 Pro Max, con này là khoảng 6.8 inch, con này chỉ có 6.7 thôi, nhưng mà cầm trên tay thì S22 Ultra nó lại nhẹ hơn con 13 Pro Max
khá là nhiều. Có thể là bởi vì Samsung dùng thiết kế khung viền bằng nhôm thay vì cái khung thép ở trên 13 Pro Max, thế nên là cái khối lượng nó nhẹ hơn khá là nhiều. Mặc dù pin bên trong của con S2 Ultra là 5000 mAh cơ, nó cũng cao hơn con 13 Pro Max một chút. Còn một vài những cái điểm khác thì mình nghĩ mọi người đều đã rõ rồi. Ví dụ như chúng ta sẽ có một cái màn hình 120Hz siêu mượt này, 1440p này, xem YouTube, giải trí các thứ đều cực kỳ đã. Đặc biệt là hai cái loa của nó đây. Đây mình cho mình nghe thử đây. Màn hình cong về hai phía nhá, tràn viền nhá, xong còn thêm cái loa này thì phê đúng không? Vừa làm việc với bút S Pen, vừa giải trí xem phim chơi game các thứ với màn hình lớn, mà còn với cấu hình khủng như thế này thì đây thực sự là một cái đối thủ cực kỳ đáng gờm với 13 Pro Max với mức giá khoảng 31 củ. Thì anh em nghĩ sao? Còn nếu như mọi người muốn tiết kiệm chi phí hơn một chút thì chúng ta sẽ có một cái lựa chọn khác là dòng S22 cộng và S22 thường. Thì đây, trông nó sẽ như thế này. Nó sẽ nhỏ gọn hơn này, nó sẽ không có bút S Pen này, cái màn hình của nó sẽ không cong sang hai bên, và cầm trên tay thì nó cực kỳ giống iPhone, đặc biệt là ở cái cạnh viền này. Nó bo rất là giống so với việc các bạn cầm con iPhone ấy, giống cực kỳ. Thì mức giá nó sẽ rẻ hơn khá là nhiều. Thì không biết là mọi người cảm thấy sao, và nếu như là mọi người thì mọi người sẽ lựa chọn phiên bản nào? Đối với mình thì mình nghĩ là mình là người có tiền mà đúng không? Mình doanh nhân mà đúng không? Thì cứ quất S22 Ultra để lấy được những gì là xịn sò nhất, là tinh túy nhất của Samsung. Thế nên anh em cảm thấy sao? Đừng quên chia sẻ comment ở phía bên dưới. Comment để xin chào và hẹn lại anh em trong những video sau. Đấy, làm một cái bài gọi là trên tay nhanh nhanh một tí thôi mà cầm đã thấy phê rồi đấy.